kiến tạo những điều tuyệt vời nhất về Daily. Và chúng ta sẽ được lắng nghe rõ hơn về sứ mệnh, về tầm nhìn này của Daily qua lời chia sẻ của đầu tàu, một nhân vật rất quan trọng và đã rất tâm huyết chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay. Đó chính là giám đốc điều hành Daily toàn cầu, ông Charlie Huang. Please welcome on the stage, Mr. Charlie Huang. Chắc chắn là ở trên livestream cũng có rất nhiều bạn đang rất thích thú đúng không ạ? Mình được gặp nghệ sĩ Sơn Tùng Benjamin chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của văn phòng phẩm Daily Việt Nam. Em chào anh Tùng. Anh chào em. Vâng ạ, phải nói rằng là em cũng là một ska nha anh. Thế rồi sao anh xúc động thế nhở? Hết xúc động là trong họ này, lại đến xúc động kia thế này sao anh chịu được? Anh ơi, chỉ mỗi một mình em là ska thì đang còn bình thường, nhưng mà cả khán phòng này là ska anh ơi. À, xin chào tất cả mọi người ạ. Em tin tưởng chắc chắn rằng là với những người nghe nhạc, với những người thích nghệ thuật và Sky nói riêng thì Sơn Tùng MTP thực sự là một biểu tượng, là một cái tên của sự cố gắng, của sự nỗ lực, miệt mài, không ngừng nghỉ, của sự cống hiến, của sự đóng góp, đột phá, sáng tạo. Và ngày hôm nay có mặt tại sự kiện với rất nhiều đông đủ những thành viên đến từ Daily, những khán giả và những khách hàng thân thương của Daily, những người rất thương mến anh đang theo dõi trên livestream với rất nhiều sự ngưỡng mộ. Anh có thể chia sẻ cảm xúc và gửi lời tới tất cả mọi người được không ạ? Vâng ạ, lúc đấy thì tôi cũng đã gửi lời chào dành đến cho tất cả mọi người đang có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn về mặt cảm xúc của Tùng hiện tại thì Tùng đang cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được xuất hiện trong buổi chiều ngày hôm nay với tư cách là đại diện thương hiệu của Daily. Và thực sự thì cái mối lương duyên này nó cũng rất là thú vị, và cho đến tận bây giờ Tùng vẫn cảm thấy nó thực sự rất là đặc biệt. Đã đưa chúng ta va vào với nhau và dính chặt vào nhau như thế này thì Tùng cũng rất là hy vọng rằng sự bắt tay này có thể tạo nên thật nhiều những cột mốc đáng nhớ, những cảm xúc tuyệt vời cho cả hai bên, và Tùng có thể trở thành một sứ giả, một cây cầu tràn đầy những màu sắc, kết nối Daily và những người tiêu dùng lại gần nhau hơn. Và những ai đã yêu Daily rồi, chúng ta sẽ phải làm cho họ ngay càng phải đắm say, ngay càng phải mê mẩn Daily hơn. Còn những ai chưa biết về Daily thì sao ạ? Sẽ tất nhiên phải dành thời gian để nghiên cứu về Daily. Đó, và rồi cũng sẽ yêu Daily như cách mà Sơn Tùng MCT bị hút hồn bởi Daily ạ. Vâng, thưa các bạn, hôm nay thì ở trên sân khấu này thì có Sơn Tùng MTP. Đó, rồi lại bên cạnh là Daily, hai chữ Y. Rồi bên cạnh ngồi bên phải Tùng là Khánh Vy nữa. Gì cái gì cũng có, và Tùng xin chúc cho sự bắt tay này thành công rực rỡ. Cảm ơn rất nhiều. Và em nghĩ tất cả chúng ta đều đang ở trong một không gian rất beauty, rất đẹp. Em cảm ơn anh Sơn Tùng MTP. Em chắc chắn là năm đứa cháu ruột của em đang theo dõi livestream là chắc chắn chiều nay là bắt gì mua hết bộ sản phẩm của Daily. Chết, thế quá tuyệt vời em ạ. Đấy là chắc chắn thôi anh ơi. Và em cũng biết anh Sơn Tùng là một người cực kỳ chăm chỉ, bận lắm anh hả? Vừa là một nhà sản xuất âm nhạc, vừa là một nhạc sĩ, ca sĩ, một đầu tàu dẫn dắt một tập thể, một tổ chức. Thì em không biết là trên bàn làm việc của anh thì có những sản phẩm như thế nào? Một gắn liền với anh nhiều nhất ở trên đây anh nhìn thấy chắc có lẽ là bút chì kỷ. Tại vì em rất là hay viết vào sổ. Mà viết vào xong thì thường là mình cứ kiểu mình cứ viết hết lời nọ, rồi lại viết đến lời kia, rồi mình cứ phải gạch, rồi xóa thì mình cảm thấy là nó rất là tốn giấy. Số đầu mình sắm một cây bút chì và một cục tẩy. Nó là những cái mà anh hay dùng nhất. Và cho đến bây giờ thì sau bút chì thì có lẽ là một cây bút bi. Đó, thì có lẽ là một cây bút màu gì hả anh? Anh nghĩ là anh rất là bình thường cho nên là một cây bút bi màu đen thôi. Rồi, thì bây giờ em chỉ dùng màu đen thôi ạ. Màu đen thôi em ạ. Cho nó nam tính nữa. Anh cũng màu sắc lắm rồi. Và dĩ nhiên thì phải có một cuốn sổ đúng không ạ? Ở đây thì có rất là nhiều màu cuốn sổ đẹp thì anh sẽ chọn một cái màu nam tính nhất. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Đó, đây là màu xám. Đây sẽ là ba thứ mà anh đồng hành cùng anh nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày của anh. Đó. Đó là một cái bút chì này, một chiếc bút bi này và một cuốn sổ đúng không ạ? Vâng, rất tuyệt vời. Ngày hôm nay thì mọi người cũng đã chuẩn bị tất cả những đồ dùng của Daily ở đây để mong muốn là nhờ anh một việc. Một việc. Hôm nay nhờ anh bao nhiêu việc cũng được, cho một việc thì chưa ăn thua, cứ nhờ thoải mái. Cứ nhờ anh nhá. Thế thì tranh thủ anh nhá. Ok. Đó là em bây giờ mà không nói là các bạn là về mắng vốn em á. Úi giời. Thôi dẫu sao anh cũng cảm ơn em thêm lần nữa nha, cảm ơn em đi rất nhiều. Và Daily cũng mắng vốn em đó. Thế là rằng tất cả mọi người đều cảm thấy rất là vui về sự hợp tác này, và chúng ta còn có một nghi thức vô cùng đặc biệt nữa. Xin mời nghệ sĩ Sơn Tùng MTP, đại sứ thương hiệu.
của Văn phòng phẩm Điện lực Việt Nam, và ông Ngô Thanh Hải, đại diện của Điện lực Việt Nam sẽ cùng đứng lên tiến bước về phía chính giữa sân khấu để chúng ta thực hiện một nghi thức vô cùng đặc biệt và quan trọng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Charlie Khoáng. Ông Trần, please welcome on the stage. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một nghi thức đánh dấu sự hợp tác của nghệ sĩ Sơn Tùng MTV trong vai trò đại sứ thương hiệu của Văn phòng phẩm Daily. Thank you.
rất là dễ thương. Ngày hôm nay thì được nhận rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc tuyệt vời, không chỉ là từ Daily, mà còn những cái lời nói rất là sexy của Khánh Vy nữa. Nào là cứ hâm mộ anh, nào là cứ thần tượng anh, khổ lắm mà làm anh cũng rất là ngại ngùng. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, thì ngày hôm nay đối với anh là một ngày rất là tuyệt vời. Anh được nhận tình yêu thương từ Daily, anh được nhận tình yêu thương từ em và của tất cả những bạn đang theo dõi chương trình livestream đó chứ. Cảm ơn mọi người rất nhiều và Tùng hy vọng rằng mọi người đã yêu thương và ủng hộ cho tấm thân nhỏ bé này bao nhiêu lâu nay. Thì khi nhìn thấy Daily, hãy cũng yêu thương và ủng hộ thật nhiều cho Daily nhá. Cảm ơn rất nhiều. Tôi cũng có một đôi lời chia sẻ. Thì thực ra là cái đường duyên giữa Daily và Sơn Tùng hợp tác thì thực ra cũng nó có một chủ ý của nó. Daily Việt Nam thì cũng mong muốn truyền tải được cái thông điệp như các bạn đã biết là kiến tạo bản sắc. Kiến tạo bản sắc thì thông qua nghệ sĩ